chiếc cối vàng. Ngày xưa có hai cha con người nông dân nghèo sống trong căn nhà lá nhỏ chật chội. Một hôm, hai cha con người nông dân lên núi trồng cây, đào được một cái cối giã gạo bằng vàng. Người cha hùn hậu nói với con gái: "Con à, chúng ta hãy dâng cái cối này lên nhà vua, bởi vì đất đai thuộc về nhà vua, thứ này cũng nên thuộc về người." Nhưng con gái không chịu, nói: "Nếu nhà vua có được cối vàng, có thể người sẽ đòi chày vàng, để cối và chày làm thành một bộ. Nếu chúng ta không tìm được chày vàng thì sẽ gặp họa đấy ạ." Người nông dân thật thà kiên quyết làm theo ý mình, không bận tâm tới lời con gái nói. Quả nhiên, nhà vua đòi ông ta chày vàng. Người nông dân nói: "Chỉ có cối, không có chày ạ." Nhưng nhà vua không chịu tin lời ông, cho rằng ông đang nói dối nên nhốt ông vào tù. Người nông dân vô cùng hối hận, ông hận mình không nghe theo lời con gái. Sau khi biết chuyện, nhà vua không tin con gái người nông dân lại thông minh như vậy, liền triệu người con gái vào cung. Nhà vua nói: "Ta muốn thử xem ngươi có thông minh như vậy không. Ta ra một câu đố, nếu ngươi có thể giải được, ta sẽ lấy làm vợ." Cô gái nói: "Được ạ." Nhà vua nói: "Lát nữa ngươi về nhà, sau đó lại vào cung. Lúc tới không được mặc quần áo, cũng không được ở trần, không được cưỡi ngựa, cũng không được ngồi xe, không được đi trên đường, cũng không được đi dưới ruộng. Nếu ngươi làm được, ta sẽ thả cha ngươi và lấy ngươi làm vợ." Con gái người nông dân nói: "Được ạ." Sau khi về nhà, cô gái cởi bỏ tất cả quần áo trên người, tìm một tấm lưới đánh cá quấn vào người. Sau đó cô mượn một con lừa, buộc lưới đánh cá lên đuôi lừa, bảo lừa kéo cô ở bên trong lưới đánh cá tới hoàng cung. Nhà vua vô cùng vui mừng: "Nàng rất giỏi, nàng đã làm đúng theo ý của ta. Bây giờ ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu, giao toàn bộ tài sản cho nàng cai quản." Nói xong, quốc vương thả người nông dân ra và tổ chức hôn lễ với con gái của ông. Các bạn thấy đấy, nhờ vào trí tuệ của mình, con gái người nông dân đã có được cuộc sống hạnh phúc. Thông minh chính là tài sản vô giá. Người thông minh luôn biết vận dụng trí tuệ của mình để loại bỏ khó khăn trở ngại, cuối cùng có được hạnh phúc và niềm vui.